shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Bên mình có ghế hạng A, tôi có định cho bạn vào toilet. Đấy kiểu sao thằng ở xóm nó chặt chặt cái quần què gì vậy? Đúng rồi. Thằng ở xóm nó chặt con mẹ gì vậy? Bị điên phải nổi. Sang bảo chứ, bây giờ mày có ngưng chặt lại không không là tao chặt đầu mày. Bây giờ mày có ngưng chặt lại không không là tao chặt đầu mày. Đấy là nó sợ ngay. Ôi giời ơi, cái quần què gì vậy? Thằng nào ở trên kia? À, có một hai con lợn luộc ở ngay kia. Chúng mày liệu hồn với tao? Mấy thằng này, chúng mày là thằng đệ của Khánh Sky à? Chúng mày liệu hồn với tao nha. Chúng mày liệu hồn với tao nha, nốc một đứa này. Chúng mày cứu nhau đi. Ăn được, hai thằng làm gì có đồ. Hai thằng quần què làm gì có đồ mà phải sợ. Mày chạy này, mày chạy đâu con lợn này? Con lợn luộc. Úi giời, hai cứu. Đơn giản vãi nồi ra anh em ạ. Hai cái thằng này nó làm gì có đồ đâu. Hai thằng rủ nhau nhảy xuống đây, tôi bắn cho thì trở vỡ mồm vỡ miệng. Cảm giác nó y gì vãi trưởng ra anh em chả hề tốn tí công sức nào cả. Hai khá là dễ dàng. Đấy hiểu sao hai thằng kiểu chạy ngáo vãi chạy cái kiểu này. Mình cho lên bảng hết luôn cho nó sợ chứ anh em. Hai đứa bảo là không sợ đi. Thằng nào bảo không sợ đi. Thế làm sao đâu ông đang cam đứa nào? Dăm ba thằng trẻ trâu ông cam đứa nào? Sợ đếch gì cho nó lên. Vả nó. Nhanh vả vỡ miệng mồm nó đi ông ạ. Ui. Ui dồi ôi vả. Ui dồi ôi canh thế nào vỡ đầu chưa. Ui dồi ôi. Nhà nào nổ địa chỉ nhanh đang lên cứu này. Thế nó đâu? Đọc. Nó đâu? Ông đang giúp ở góc tường hả? Đang chạy. Có cái tính năng Kelly. À có cái tính năng Kelly này. Đậu xanh. Cam. Cam cho lắm vào. Kịp. Ngồi yên. Thời buổi đếch nào còn mặc cái bộ đồ Kelly Gold trông rẻ rách vãi cả trường. Đừng vậy. Thật rẻ rách. Nó chạy rồi, nó xuống dưới rồi. Dũng ơi, ngồi quần máu hộ anh cái. À, quần máu. Bạn này không bảo mình vứt máu cho. Bé nó ngay ở dưới, nó lại chạy lên. Ủa, hai đứa nhau. Vãi cả trường. Đừng. Đúng là con người có súng tiểu liên có khác, có đạn tiểu liên có khác, mình chả có. Ừ, được quá ca chơi. Sợ đếch gì. Còn máu phát, có máu không? Vứt cho, còn hai tiếng máu nè. Anh chơi gắt thế ạ, gắt bình thường. Thế đâu rồi ta? Đây, lấy máu cho này, hai tiếng máu đấy. Đậm đây, vụt vụt quần què. Bơm phun vào hộ cái. Chắc lúc nãy thằng Dũng nó dính mìn. Anh em ạ. Chú giả giọng gái đi à? Thôi chú chị. Làm sao chú mày lại bắt chú giả giọng gái? Chú mày là trai thẳng lại bắt chú mày giả giọng gái là hỏng. Bộ đồ của anh Dũng đẹp vậy mà cái thằng Kelly Gold này. Cái thằng Kelly Gold thằng rẻ tiền mà. Phải không Kelly Gold? Học bơ hảo. Học bơ hảo. Kelly Gold là đồ rẻ tiền phải không? Học bơ hảo. Phải không bạn? Có. Úi dồi, con Kelly mình cày mắc từ lâu rồi. Cái bộ đồ Kelly Gold của ông nó là cái gì đâu? Chú nhìn cưng quá à? Thôi, chú nhìn hãm vờ lờ. Đấy hiểu sao có nhiều đứa comment mà chú nhìn cưng. Cưng cái gì mà cưng? Cưng cưng cái gì mà cưng? Chú lại các con à? Wow, lại được cái thằng nào nữa đây? Thầy chắc bắn ghê nhất YouTuber Free Fire Việt Nam đây thầy nhé. Ơ chả biết ghê không nhưng mà anh toàn gãy hơn mấy đứa. Gãy được gọi là ghê sao? Wow, lần đầu anh thấy có cái thằng nó rối lòng nó ở cái mức độ IQ vô cực như này. Thì sau nhiều cái sự việc tiếc nhưng là trừng dần thì mình có nói với anh em bảo là ừ mình sẽ có những cái huy hiệu sau đây. Một, YouTuber gà nhất làm Free Fire. Hai, YouTuber hết thời số 1 Free Fire. Ba, YouTuber gáy mạnh nhất làm Free Fire. Bốn, YouTuber ngạn Free Fire. Cái đó chúng ta nói sơ sơ vậy thôi. Dăm ba câu chuyện chú ngại thì chú ngại gì đâu. Chú nhìn như em bé đấy. Thôi chú lại mày. Nghĩ sao mặt chú già như trái cà mà mày bảo là mặt chú như em bé. Lại hồn con ạ.
lại hồn. Thôi để qua đây cái nào. Nhưng khi bảo nói chuyện với anh em chat đấy nhịn được cười. Thằng kia đứng lại. Nó đi lấy xe chạy trước này, tính dũng này tôi lạ gì. Lên đường. Rồi tính à. À một thằng ở trên, một thằng ở trên dũng ơi. Mày làm gì đấy. AK này lên bảng luôn. Ui dồi AK mày rát chưa em ơi. Cấm AK mà nã cho thì đi chăn bò cầm cây roi thật to. Bò không đi ta lấy que thật một đít bò. Cái gì đấy, thằng nào đấy. Chú nghèo bỏ mẹ ra hiện tại vẫn đang nợ tiền thằng Tây Dũng này này. Thằng nào bảo là chú giàu ở đây. Bước ra đây hộ cái nào. Ui dồi ôi anh em đâu có nhìn thấy những cái góc khuất, những cái khía cạnh như vậy. Ngay cả hôm nay mình còn chả có gì để ăn thì phải. Dũng ơi hôm nay chúng ta ăn gì? Hôm nay chúng ta uống nước lọc phải không bạn? Thôi đùa nãy vừa bảo ấy, các fan bảo là tôi ăn cơm rồi. Thôi qua đây. Dũng ơi cho đi kéo xe với. Dạo này không còn tiền đổ xăng nữa. Cháu đi bò cho chú. Chọc quần què cháu ạ. Ta lấy cái que ta vừa đi bò. Ơ bạn ơi tông nó. Úi dồi ôi. Có cầm thằng trên xe á? Đâu rồi? Con chó lợn này. Ui. Bạn ăn hết rồi. Hết slot rồi. Hết phần rồi. Ui mình buồn quá, chúng ta không nên là anh em của nhau nữa. Mình nghĩ là mình sẽ đi riêng bạn ạ. Bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Úi dồi ôi Dũng ơi, bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Cái gì? Mình mới có 3 mạng, bạn nói gì vậy? Bạn mới là thằng 7 mạng, súc vật Dũng. Khi Dũng ăn nhiều mạng mà bị đồng đội chửi là súc vật thật là quá đáng đi à? Có phải không? Ăn nhiều mạng được gọi là súc vật phải không Dũng? Vì thế bạn đang ít bạn thôi. Đây mình sẽ đi con này. Mỗi người một xe đi. Giờ hai ta mỗi người một nơi đi bạn. Tên tên. Quần que gì dưới đấy. Đổ xe đi. Đến lúc gáy rồi Dũng ơi. Chúng ta lên đường. Ui vãi cả nồi. Đợi thằng Dũng nó gáy chắc hết slot. Mày đợi hồn. Vỡ đầu. Bạn nó này. Mày đợi hồn. Yes. Xong rồi. Nãy bạn ăn 2 kill, giờ mình ăn 2 kill được cái gì đâu. Chuyện thường ấy mà. Ơ kìa. Ơ kìa Dũng ơi đừng vậy. Chúng ta là anh em mà đi chung xe đi đừng vậy. Sắp top 1 rồi, bạn lại chơi kiểu gì đấy. Ôi phải rồi, mình mới có 2 kill. Thằng Dũng nó chạy anh em ạ. Đừng vậy bạn ơi, chúng ta vẫn là anh em mà. Đừng vậy, đừng hơn thua nhau chỉ vì vài kill chứ bạn ơi. Vài kill nó có đáng không? Anh em chơi lâu về dài, vài kill nó có đáng không bạn ơi? Có đáng không Dũng ơi? Đừng vậy. Dũng rẻ tiền, Dũng chip money. Dũng giận rồi, giận cái quần què. Giận và vỡ mồm, giận quần què. Ăn ông con trai giận cái quần què anh em ạ. Thật ra là con gái mình chấp nhận có chuyện giận con trai thôi. Giận cái quần què. Lên. Bạn ơi, thằng bé này nó ngồi đây này. Thằng kia. Tháp à, phải không vậy? Nó chạy rồi, ui thằng bé chạy nhanh thế. Đùa nghĩ sao mấy con mình về tận con xe xuống đây. Bị bán à? Hay mình đây. Cái quần què lên. Quần què ở trên này đấy. Người đâu? Chỗ nào đấy? Chạy qua vả nó đâu? Chưa thấy gì cả không ạ? À đây rồi. Mày không thoát được đâu con trai. Con trai đứng lại. Con trai này. Ui còn tí máu. Vãi cả nồi, nghĩ sao nó còn tí máu vậy.
Mày có phát là đâu con trai? Mày còn tí máu này. Thì bé còn đúng tí máu. Vãi cả trường. Vãi cả trường, mày dự hồn nha. Ui, Dũng ơi. Bên trên con người, bên trên con người à? Bên trên mấy đứa, bên trên mấy đứa. Nổ địa chỉ đang hoang. Dẫn một keo phát. Sửa giáp trên tròi à? Ui, giáp thế. Lên tròi, ngồi tạm đi. Bên kia chúng nó bắn nhau cam căng quá. Mình tĩnh đấy, ở trên đấy, chỗ thình ấy, chúng nó bắn nhau cam căng quá. Tà đá, rẽ phải, nó ở tà đá bên dưới, tà đá dưới. Đúng rồi đấy, đây này, Dũng ơi. Đây này Dũng ơi, ok, clear. Đó bảo tà đá dưới mà. Nó chạy xuống dưới rồi, ông còn chạy lên trên. Đổ cái nỏ phát anh em. Đấy hiểu sao ông chạy như này. Rồi, nó một đứa. Đứa nào nữa. Nổ địa chỉ. Đây bên này. Giúp này, mày giúp này. Ok. Xong chưa? Chờ tí, đây, lên xe ngay. Ê bạn đây. Chúng ta lên đường, quần máu phát. Ra mắt là trẻ trâu này, tuổi gì? Bạn đã qua cứu chưa? Đây này. Ok này Dũng ơi. Gốc cây này. Ui vãi cả trời, nó sấy tôi rồi. Vãi lúa bên dưới con người à? Dũng ơi, bên này. Ok bên này, cả trời nó sấy tôi. Chạy biên ơ, thầy bắn kinh vãi trưởng à?